thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ trả lời cho một quý Việt Kiều đang tiến hành thực hiện cái việc thực hiện cái hồ sơ tại Việt Nam. Thì trong đó tôi là người đi đại diện ủy quyền. Trong hồ sơ thì chú có hỏi như thế này là có bắt buộc phải hủy giấy chứng nhận hay không? Thưa quý vị và các bạn, thì hồ sơ nó như thế này quý vị và các bạn. Trong cái quá trình mà quản lý sử dụng thì không biết vì một cái lý do gì đó thì cái người quản lý sử dụng đó họ đã ngang nhiên họ làm một cái gian dối để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên rằng là việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một cái quá trình gồm có hai đối tượng. Như những lần trước thì tôi đã nói đó, nếu trong trường hợp đất thì buộc lòng phải có nguồn gốc. Xin thưa lại với quý vị và các bạn, theo quy định của luật đất đai thì đất sẽ có những cái nguồn gốc sau đây. Thứ nhất là do nhận chuyển nhượng. Tôi có tiền, tôi đi mua một cái miếng đất và tôi trả bằng một cái số tiền gọi là nhận chuyển nhượng. Hoặc là cũng như vậy thì tôi có mua một cái căn nhà của bà A với giá 1 tỷ đồng. Thì cái phần mà nguồn gốc đất á, đây chúng ta sẽ nói là nguồn gốc đất là mua bán, nhận chuyển nhượng. Cái phần thứ hai nữa là ba mẹ tôi có tài sản, thì khi mà ba tôi chết đi thì không có để lại cái tài sản, thì được xem là sau khi mà các anh chị em mà sau khi mà ba tôi chết thì các anh chị em thỏa thuận phân chia di sản, người thì tài sản số 1, người tài sản thứ 2, người tài sản số 3, thì nguồn gốc đó được xem gọi là nguồn gốc khai, nguồn gốc đất là từ khai nhận di sản thừa kế. Một cái nguồn nữa là trong cái quá trình mà chia tài sản chung vợ chồng thì cơm lành không lành, canh không ngọt, thì chúng tôi khởi kiện lên tòa và được tòa chia một cái phần, tôi và người bạn của tôi, chồng của tôi chia mỗi người, ví dụ như mỗi người một cái căn nhà, thì nguồn gốc đất gọi là do chia tài sản chung vợ chồng. Và rất là nhiều những cái nguồn gốc đất, có thể là trong cái vụ mà tranh chấp thừa kế, có việc trong hợp đồng chuyển nhượng, rất là nhiều nguồn gốc từ một cái bản án. Tôi mua một cái tài sản, bán đấu giá tài sản, thì nguồn gốc đất ví dụ như thế này, tôi có thấy một cái tài sản ở huyện Hóc Môn với cái giá là 800 triệu và tôi đăng ký tham gia đấu giá, và sau đó thì tôi mua được cái tài sản với giá là 900 triệu thì nguồn gốc đất là mua bán. Còn một cái trường hợp nữa là sau năm 1975, khi mà thấy đất đai hoang hóa thì tôi đã lại, tôi khai khẩn, tôi quản lý sử dụng, tôi trực tiếp canh tác trên đất hơn 30 năm. Thì khi nhà nước nói rằng là ai có đất đi đăng ký kê khai thì tôi đã đăng ký kê khai cho đến từ năm 1976 cho đến nay là hơn 30 năm, và tôi xin hợp thức hóa phần đất này. Nói như vậy, từ nãy giờ luật sư nói như vậy để tóm lại cho quý vị và các bạn biết rằng không phải tự nhiên mà có đất, mà đất phải có nguồn gốc quý vị và các bạn ạ. Đất phải có nguồn gốc, và từ cái nguồn gốc đất đó thì chúng ta sẽ xét đến cái việc cấp đất có đúng hay không. Thưa quý vị và các bạn, thì cái việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nó sẽ thật là khó khăn. Nếu như trong trường hợp chúng ta xét về đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về mặt trình tự, thủ tục có đúng hay không, hay là xét về mặt nội dung đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chúng ta sẽ đi hai vấn đề này quý vị và các bạn. Thưa chú, là hôm nay tôi sẽ mổ xẻ riêng cái hồ sơ của chú mà không hài danh hài tánh, để cho chú hiểu được việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này có đúng hay không. Việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mình dựa trên hai cơ sở. Thứ nhất là hủy về mặt nội dung, thứ hai hủy về mặt hình thức. Tôi sẽ nói về mặt hủy về mặt hình thức trước. Ví dụ như tôi có một cái gia đình kia, thì khi mà quyền sử dụng đất là của
ba mẹ để lại, ông A và bà B để lại. Tuy nhiên rằng là khi ông A chết năm 1997 thì bà B đã làm một cái giấy hợp thức hóa và sang tên bà B. Mà đúng ra tại thời điểm đó là phải có ý kiến của tất cả các con hàng thừa kế thứ nhất cộng với bà. Và các con này phải có những cái thủ tục gọi là tặng cho lại cái phần mà được hưởng đó. Tuy nhiên thì khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang cho bà thì bà đã lập cái thủ tục tặng cho lại cho một người con út. Và như vậy thì trong cái quá trình mà đi gọi là yêu cầu chia di sản thừa kế thì luật sư đã kèm vào để hủy cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này. Tôi xin lặp lại ha, việc cái người con út này có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng cái gốc của cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nó không đúng. Đúng ra là tại thời điểm người ba chết thì mẹ cùng với tất cả những anh chị em hàng thừa kế thứ nhất phải đi khai nhận di sản thừa kế. Khai nhận di sản thừa kế và họ phải có ý kiến bằng văn bản. Tài sản này thôi thì bây giờ mẹ tôi tặng lại cho mẹ, hoặc tôi từ chối di sản, hoặc là tôi nhận nhưng tôi cho anh chị em nào đó. Thì đó là cái sự thỏa thuận. Tuy nhiên là cái quy trình, cái gốc của quý vị nó đã không ổn. Thì khi mà bà mẹ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dựa trên cái quy trình nó không đúng, dẫn đến bà mẹ cho người con út, thì như vậy nó đã sai rồi. Tôi giới thiệu thêm một cái trường hợp khác. Ví dụ như trong trường hợp cái hồ sơ của vị khách hàng của tôi, họ đã gian dối vì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông X đi, nhưng mà không biết họ gian dối, họ lập thêm một cái thủ tục tặng cho từ ông X qua cho tên họ, hoặc một cái như thế nào đó mà để không đúng trình tự thủ tục. Thậm chí như là trong cái quy trình mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chưa có niêm yết, chưa thông qua hội đồng, thì nó cũng là cái vi phạm về mặt hình thức, dẫn đến cái việc là hủy giấy về mặt hình thức. Thực tế thì trong cái quá trình hành nghề thì hủy giấy về mặt hình thức nhiều lắm quý vị và các bạn. Tôi có một trường hợp thì tôi cũng may mắn, tôi cho là may mắn. Ba chết thì để lại cái tài sản đó. Và khi mà để lại cái tài sản đó thì ba mới ra. Khi mà trước khi chết thì ba mới ra cái thủ tục tặng cho lại cái quyền sử dụng đất đó cho một cái thành viên trong gia đình cũng là người con út. Mà quý vị và các bạn biết không, cái thẩm quyền theo quy định của nghị định 75 thì thẩm quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện. Tuy nhiên là hôm bữa hồi đó là chỉ có xác nhận chữ ký ở Ủy ban Nhân dân xã. Cho nên quý vị và các bạn thấy không, về mặt hình thức giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nó có hàng trăm lý do để chúng ta khai thác, để chúng ta hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dĩ nhiên tôi nói ở đây cũng không có nghĩa là làm xã hội loạn lên. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái quyền khi một ai đó được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà thiệt hại đến quyền lợi của chúng ta, thì chúng ta phải đi khởi kiện và chúng ta tìm những cái nguyên nhân, những cái lý do để hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó. Và thế là sau khi hủy được cái hợp đồng tặng cho mà không đúng thẩm quyền thì trở lại chia thừa kế. Đó là tôi nói về mặt hình thức. Thứ hai là tôi nói về mặt nội dung. Thưa quý vị và các bạn, thì về mặt nội dung ở đây có rất là nhiều cái vấn đề cần phải bàn. Ví dụ như tôi có một cái vị khách hàng như thế này. Ông bố của ông là ông A. Ông về ông mua cái tài sản đó mà dĩ nhiên mua bằng giấy tay. Trong cái quá trình mà quản lý sử dụng thì ông có đăng ký kê khai. Thì không biết chính quyền địa phương ở xã phường thị trấn họ làm như thế nào không rõ lắm. Mà người con được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hỏi ra mới biết rằng là người cha đã có lập cái thủ tục tặng cho. Tuy nhiên thì khi hỏi Ủy ban Nhân dân huyện thì Ủy ban Nhân dân huyện bảo rằng đáng lẽ cái đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đây là ở người bố, là ông A đó.
cho nên hủy cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này. Trở lại vấn đề của vị khách hàng của tôi, cái đối tượng ba của ông này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và ba của ông có làm thủ tục tặng cho cái người đang có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không, tức là cái đối tượng được cấp giấy có đúng hay không. Thực sự ra thì hiện tại vẫn chưa có trích lục được bộ hồ sơ, cho nên câu trả lời của luật sư vẫn chưa có thể phân tích được. Tuy nhiên rằng thông qua cái video này, nếu một ai đó thấy rằng một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn tại này nó ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì chúng ta sẽ xin hủy. Và hai căn cứ xin hủy, thứ nhất hủy về mặt hình thức, thứ hai hủy về mặt nội dung. Thưa quý vị và các bạn, 99 video dành cho Việt Kiều, tôi sẽ đánh số thứ tự từ số 1 đến số 99. Nếu như quý vị và các bạn có những cái quan tâm về đến luật Việt Nam mà chúng ta không hiểu, những cái di chúc, những cái tranh tụng ở tòa, thì chúng ta sẽ mạnh dạn gửi cho luật sư qua những cái đường link phía dưới. Ở phía bên chủ đề playlist thì tôi có để là 99 video dành cho Việt Kiều. Chúng ta sẽ bắt đầu từng bước đi trên con đường này. Dĩ nhiên luật sư sẽ không có cái ý định sẽ nồi da sáo thịt trong gia đình quý vị đâu. Tuy nhiên nếu quý vị và các bạn cảm nhận rằng cái việc mà điều nào đáng làm và phải nên làm thì chúng ta hãy chủ động liên hệ với luật sư để chúng ta sẽ được hướng dẫn trong từng trường hợp cụ thể. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.